Để tiến hành kiểm toán, từ giao diện chính ta chọn kiểm toán, đẩy tiền phòng. Bỏ qua. Tại đây ta sẽ đẩy tiền vào phòng. Cách thứ nhất, ta chọn phòng cần đẩy tiền. Chọn Advanced Tech. Ok. Cách thứ hai là ta sẽ đẩy toàn bộ tiền vào các phòng bằng cách chọn đặt tự động. Ok. Sau khi đẩy toàn bộ tiền vào phòng, ta chọn kiểm toán. Tại đây ta chọn làm ngày kết thúc. Tiếp tục. Khi ấn tiếp tục, hệ thống sẽ tìm cho ta các lỗi liên quan tới kiểm toán. Lỗi liên quan tới là đến hạn check out. Ta phải check out các phòng này hoặc là gia hạn thêm. Thế mình sẽ quay về phần check out, hệ thu ngân, tạo giao dịch. Mình sẽ xem là trong ngày hôm nay có bao nhiêu phòng đi, các phòng sẽ đi trong ngày hôm nay. Rồi đây mình thanh toán và out các phòng. Đấy, mình thanh toán và out các phòng tương tự nhé. Sau khi check out hết các phòng thì ta quay lại kiểm toán. Chọn kiểm toán. Tiếp tục làm ngày kết thúc. Tiếp tục. Này, ta đã thực hiện xong kiểm toán. Ok. Đây, ta đã kiểm toán xong.